Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập trong sách giáo khoa đó lớp 5. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài chia một số thập phân cho 10, cho 100, cho 1000, vân vân. Rồi, chúng ta sẽ chia như thế này. Ví dụ như là 213,8 ta chia cho 10. Chia 10 thì có dấu phẩy. Nó chuyển qua bên tay trái. Nó chuyển qua bên tay trái cho nên nó là càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, được không? Chia cho 10 đó, là cái dấu phẩy này chúng ta chuyển qua bên này, bên tay trái thì có nghĩa là càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Được không? Sẵn đây thầy nói luôn lại cái dấu nhân, nếu nhân thì dấu phẩy nên là chuyển ngược lại, được không? Chuyển ngược lại. Chia 10 thì số 10 là một số 0, cho nên chúng ta sẽ cùng dấu phẩy này chúng ta sẽ chuyển qua đây một số. Mà nếu chỉ chia 100 thì dấu phẩy nên chúng ta sẽ chuyển qua hai số. Chia 1000 thì dấu phẩy nữa chuyển qua đây ba số, được không? Thì bài của mình thì chia cho 10 thì dấu phẩy này chúng ta sẽ chuyển một số, thì có dấu phẩy thì hiện tại nó đang ở là sau số 3, tức là chuyển một số thì nó ra đứng trước số 3, được. Đây đơn giản vậy thôi. Chúng ta qua cái bài tập. Bài này thì người ta hỏi sẽ chia là hai số. Đây, chia cho 100 là hai chữ số 0. Với vậy chữ số này, đây, 89,13 chia cho 100. 100 là hai số 0. Thì cái dấu phẩy này nó sẽ chuyển qua bên tay trái, à, chia thì chuyển qua bên tay trái, thì nó sẽ chuyển qua tới đây, nó đứng đây mà không có số gì hết chỗ này, cho nên buộc lòng chúng ta sẽ thêm số 0 vô, được không? Nhớ là chúng ta sẽ thêm số 0. Dấu phẩy này một số này, qua đây hai số này, nó đứng dấu phẩy đứng chỗ này, thì chỗ phía trước này không có số gì, chúng ta phải thêm số 0 vô, chúng ta thêm số 0 vô đó, được. Bài số 1 chia cho 10, dấu phẩy chúng ta sẽ chuyển qua bên này. Số 10 là một số 0 thì dấu phẩy chúng ta chuyển qua bên này một số, bằng 4,32. Để thầy ngang qua, thầy ngang qua nè. Cái này cũng tương tự giống như ở trên, chia 10 thì dấu phẩy nó chuyển qua đây là bằng 2,37. Cái này thì bây giờ sao? Cái này chia 10 thì cái dấu phẩy nó chuyển qua bên này. Nó chuyển qua phía trước. Rồi, nó chuyển qua phía trước. Mà phía trước không có số nào nữa thì chúng ta phải thêm con số 0 vô. Không phải, còn số 0 này là số 0 chúng ta ghi lại nè. Số 0 này nè là số 0 này chúng ta ghi lại. 65. Yeah. Cái này thì cũng tương tự vậy, chúng ta chuyển ra phía trước đứng trước số 2. Nhưng mà trước số 2 không có số gì nữa, cho nên chúng ta phải thêm con số số 0 vô. 0,207. Này chúng ta chia cho 100 thì cái dấu phẩy này sẽ chuyển qua bên này. Một số hai số, 100 là hai chữ số 0 nên nó chuyển qua đây là hai số là 4,329. Cái này chia 100 thì cái dấu phẩy này sẽ chuyển qua hai số, được không? Qua hai số nhưng bây giờ có một số này bây giờ tính sao? 0 phẩy này, 0 này, 2,23. Đấy. Thì dấu phẩy bản thân lúc đầu thì nó nằm ngay chỗ này. Chúng ta chuyển ra này thì không có số nào, chúng ta thêm số 0. Nó ra đứng trước số 0 này, cho nên chúng ta sẽ thêm hai chữ số 0. Như vậy chỗ này là 100 đúng không? Chúng ta chuyển hai số thì ngay chỗ này chúng ta đó. Dấu phẩy nó nằm ngay chỗ này, chúng ta chuyển ở đây là hai số.
Bài này thì thầy sẽ ghi bằng ở đây nha, tại vì chỗ này sửa thiếu, chỗ này sửa thiếu, chúng ta thầy ghi bằng đây. Như vậy là giờ 3 số, không? 3 số. Như vậy chúng ta sẽ chuyển cho này chỗ đủ 3 số. Như vậy đây là mới có 2 số này, phải thay một số 0 ở đây. Rồi, cho đủ 3. Mà trước đó thì chúng ta phải thay một số 0 nữa. Được không? Vậy là 0,13 như là đủ 3 số chưa? Chứ phải ra đứng đây mà không có số gì chúng ta thay số 0. Còn số 96 thì vừa chưa, bây giờ là chúng ta ghi lại, tại vì nó đứng sau chứ phải cho nó không ảnh hưởng gì hết. Bây giờ chúng ta chỉ ghi lại thôi. Bài này 1, 2, 3. Chúng ta chuyển vào 1, 2, 3 đứng phía trước mà không có số gì cho nên chúng ta phải thêm số 0 vô. 3 số 9 là đủ chưa? 1, 2, 3. Số 8 này đứng sau chỗ phải, bây giờ nó không ảnh hưởng gì, chúng ta vừa chỉ việc thêm vô thôi. Chứ trong quá trình đổi thì số 8 này không ảnh hưởng gì hết. Bài số 2, tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính. Cái này chúng ta chia. Đó. Chia thì cái dấu phải nó giờ qua đây thì nó chính là bằng 1,29. Còn này là nhân 0,1. Nhân 0,1 nó chính là bằng chia cho 10 á, 0,1 này. 0,1. Bản thân 0,1 nó chính là bằng 1/10. Được không? Bản thân 0,1 nó chính là bằng 1/10. Như vậy là 12,9. Ta chia nhân cho 1 rồi ta chia cho 10 ha. 12,9 là nhân 1 rồi chia 10. Bây giờ cái này là cũng là 12,9 chia 10 thì cái này cũng giống y chang như thế. Vậy nhân thì cái này nó cũng chuyển dấu phải qua bên bên tay trái thì nó chính cũng chính là bằng 1,29. À. Bây giờ hai cái kết quả này nó là bằng nhau. Nó là bằng nhau. Câu B. Cái này ta chia 100, chia 100 này dấu phải nó chuyển qua đây. Vậy là bằng 1,234. Cái này nhân cho 0,01 thì nó chính là bằng chia cho 100 á. À. Thì cái dấu phải nó cũng chuyển qua bên này. Chuyển qua đây hai số thì chúng ta sẽ chuyển qua hai số như vậy nó là bằng 1,234. Hai này bằng nhau. Bài này chia cho 10, chia 10 là bằng 0,57. Câu này là 5,7 nhân cho 0,1 nó cũng chính là chia 10. Đó. Nên đây là 0,1 là bằng 1/10. Như vậy là 0,57, hai cái này bằng nhau. Này chia 100 thì nó là gì? 0,876. Còn này là chia nhân 100, nhân 100 chính là chia đó. Tại vì ngay bản thân của này nó chính là bằng 1/100. Thì cái này chúng ta chia cho 100 thì cũng giống như cái này là bằng 0,876. Hai này bằng nhau. Bài số 3. Một kho gạo có là 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra 1/10 số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo? Thì trước tiên chúng ta sẽ đi tính cái số gạo đã lấy ra. Yeah, số gạo đã lấy ra. Rồi sau đó chúng ta lấy cái này, chúng ta trừ cái số gạo đã lấy ra thì trong kho còn lại. Chúng ta giải ở dưới này luôn ha. Số tấn gạo đã lấy ra. Số tấn gạo đã lấy ra. Như vậy chúng ta lấy 537,25 để chia cho 10. Chia 10 thì cái dấu phải chúng ta chuyển qua bên tay trái. Như vậy là bằng 53,725 tấn. Nào.
Như vậy là chúng ta tính cái số gạo, số tấn gạo trong kho còn lại là, cái này là đã lấy ra nè, số tấn gạo trong kho còn lại là, như vậy chúng ta sẽ lấy là 537,25, ta trừ cho 53,725 bằng. Cái này thầy bấm máy tính cho nhanh ha. 537,25 trừ cho 53,725 bằng 483,525 tấn. Đặt số. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.